Người đầu tiên mà tôi muốn tặng quà nhân dịp 8 tháng 3 này chính là mẹ tôi. Bởi vì sao? Bởi vì chính mẹ tôi đã là người chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho tôi, là người hy sinh cho tôi rất nhiều. Nên là ấy, nhớ mua quà để cảm ơn mẹ nhân dịp 8 tháng 3 này nhá. Mà cũng công nhận, ở thế giới nước hoa perfume mua nhiều set quà quá cơ, hoa hết cả mắt. Chưa kể chào mừng 8 tháng 3, thế giới nước hoa đang có ưu đãi giảm sâu tới 50% cho các set quà. Nên set nào tôi cũng muốn mua hết ấy. Vừa rẻ, vừa đẹp. Có những combo giảm sâu chỉ còn 950k, mà gồm tận 3 món, vừa nước hoa full size, vừa son, vừa mỹ phẩm. Tính ra là quá hời các ông ạ. Ví dụ như combo tôi đang chọn đây, giá chỉ có 950, gồm có nhé, một chai nước hoa của thương hiệu Pháp 100ml với mùi hương ngọt ngào, tươi mát từ hoa nhài tây và vani, phù hợp cho phái đẹp sử dụng ở nhiều hoàn cảnh, thời điểm khác nhau. Một tuyết kem chống nắng che khuyết điểm của thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên nổi tiếng Hàn Quốc DYG với chỉ số chống nắng 50+, cùng khả năng che khuyết điểm vượt trội, rất thích hợp cho chị em nào cần bảo vệ và che khuyết điểm trên da mà không cần nhiều bước quá tốn thời gian. Và còn thêm một son thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản Yumi Sakura, màu son tươi tắn này, mịn màng. Ngoài giá cả vô cùng rẻ ra, set này còn được tặng một chiếc hộp màu đen độc quyền của thế giới nước hoa nữa đây các ông ạ, giúp set quà sang trọng hơn hẳn luôn ấy.